không có chiến tranh, không giặc giả, không nước dân, không lửa cháy, và không có ôn binh, không có giặc giả, và không có những cái chuyện mà nó xảy đến với chúng ta là trong đất hòa. Còn ở bên ngoài, huyền binh bốn phía tứ di, kể sao cho xiết chuyện đi sau này. Lớp thì thú ác dễ đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi. Kẻ hung chừng đó làm mồi cho bầy ác thú đền bồi tội xưa, bây giờ còn mãi lọc lừa chẳng lo, kiếm chỗ đục mưa sau này, đúng không? Vậy thì bây giờ người tu chúng ta sau này được vào trong bốn ông thẻ, mà vào trong bốn ông thẻ là ở trong đất quả. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ đây xin mời huynh Hai Phương đến đây đặt câu hỏi. Anh là Hai Phương, anh hỏi anh Bốn Phương, anh Bốn Phương anh biết được Bốn Phương, anh này biết mới Hai Phương à. Cho nên anh còn biết Hai Phương, còn lại anh chưa biết, anh đến đây anh hỏi, xin mời anh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin huynh cho đệ hỏi bốn câu giảng của Đức Thầy, cho biết là 5 năm lục ngoạc cơ hàng thử. Nhưng mà 5 năm là sao mà cơ hàng, mà 5 năm là năm nào tới năm nào? Non lịch đài mây rạng tu mi, là non lịch đài mây là như thế nào, sao mà rạng tu mi? Bảy niên hòa địa nhân hiền thủ, là bảy niên là bảy năm, là năm nào tới năm nào? Nhân hiền thủ núi ngự hoàng sa tự đỉnh chi, xin huynh dạy cho đồng đạo và đệ cùng nghe chung. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng đạo nêu lên trong bốn câu thi của Đức Thầy, và trong bốn câu thi đó là có ảnh hưởng vấn đề tiên tri, cũng giống như cái gì nè các bác anh em trong đạo, là 5 năm lục ngoạc cơ hàng thử, rồi non lịch đài mây rạng tu mi, bảy niên hòa địa nhân hiền thủ, núi ngự hoàng sang tự đỉnh chi, cô bác anh em chi đồng đạo. Thì bây giờ quý vị được biết là cái này thuộc về gián màn bí mật, nghe không? Thôi chưa quý vị, thì cái bài gián màn bí mật để cho chúng ta thấy được như là những cái lời của Đức Thầy tiên tri ở trong cái cuốn toàn bộ sấm thi giáo lý. Vậy thì bây giờ 5 năm lục ngoạc cơ hàng thử, rồi đồng đạo mới hỏi coi như là cái giai đoạn nào mà 5 năm lục ngoạc cơ hàng thử, cô bác anh em chi đồng đạo. Vậy thì bây giờ 5 năm tất nhiên là nói từ vậy là 1 năm thứ nhất đến cái năm thứ cuối tất nhiên là 5 năm, mà lục ngoạc tất nhiên là 6 tháng. Mà cơ hàng thử đó là cơ đó là đói, mà hàng đó là lạnh, mà thử tất nhiên là vậy, có bác có nam chồng đạo, là bị đói bị lạnh vậy. Vậy thì bây giờ trong thời gian 5 năm 6 tháng cơ hàng, vậy thì bây giờ Đức Thầy cũng nói coi như là trong cái đoạn khác 5 năm 6 tháng cơ hàng là coi như là chúng ta phải chịu ảnh hưởng vậy. Nhưng mà ở nơi đây đó thì bây giờ Đức Thầy cho chúng ta biết trong thời gian 5 năm 6 tháng, mà trong thời gian 5 năm 6 tháng như vậy đó thì bây giờ bắt đầu cái mốc hồi năm nào đó, thì bây giờ ở đây tôi chưa có khẳng định được, nhưng cô bác anh em dùng đạo chưa có khẳng định được. Tất nhiên là cái năm nào tất nhiên là cái năm mốc đầu tiên, và cái năm cuối tất nhiên là thuộc về là đến cái năm thứ 5 và 6 tháng đó làm sao. Nhưng mà chúng tôi được biết đó hen, là theo cái thời gian qua đó là năm 2019 bước qua năm 2020 rồi đó hen, là chúng ta bước vào trong cái chỗ là cơ hàng là đã có rồi, có không quý vị? Giàu cũng đói mà nghèo cũng đói, mà chủ cũng lo mà tớ cũng lo, những người chức trọng giàu to vấn đề mà chết chóc mà sợ lo hơn nghèo. Cho nên giai đoạn mà bị Covid-19 năm 2020 đó là quý vị mình thấy coi như là giàu cũng đói mà nghèo cũng đói, có tiền có bạc coi như là trong khi đó cũng không bao giờ coi như là chân dụng xài được cái gì trơn trọi, phải không? Không có xài được gì trơn trọi. Cho nên người á, cái người giàu á, người nghèo á thì đói, người giàu á, người nghèo thì đói 600, mà cái người giàu á là đói coi như là tới là 5 năm 6 tháng, 6 tháng 306 tháng. Tất nhiên là trong khi đó là cái người là giàu thì đói 6 tháng, mà cái người nghèo á, người giàu đó 3 năm, người nghèo đổi 6 tháng, lộn. Tôi có bác anh em dùng đọc. Vậy thì bây giờ ở nơi đây có như là cái người nào có như là giàu nghèo gì có như là đến cái giai đoạn nó cũng phải khổ hết, tất nhiên là cũng phải đói hết. Nhưng mà chưa đâu,
cô bác anh em trong đạo. Giai đoạn đó là chưa đâu là mới khởi cuộc cho chúng ta biết như là cái sự đấu như vậy. Nhưng mà sau này cái tới giai đoạn, cái giai đoạn sau này quý vị mình được biết hen là ăn luôn củ chuối, củ thơm, cành cây, bụi cỏ, không còn lá đeo. Tất nhiên là sau này nó đấu đến giai đoạn đó, chứ không phải là có đơn giản đâu. Tại vì đến giai đoạn đó là chết nằm trong nắng trong mưa, chết trâu theo gió, chết đùa theo máy, chết do máy tạo chuyển sai, chết vì sanh chúng sớm gây tai nạn. Rồi chết nào bằng chết ôn hoàng giống như năm 2020 đó, phải không? Chết nào bằng chết ôn hoàng mà nhưng thua cái chết khô khan khí trời, tất nhiên là chết như vậy. Rồi con người chúng ta phải 5 năm 6 tháng cơ hàng như vậy, tất nhiên là trong khi đó là phải chịu đấu chịu khổ. Nhưng mà bây giờ cái đó mới mở màn thôi. Mở màn thôi, kỳ đó đồng đạo mới hỏi chú Tư ơi, vậy coi như là như vậy là thời kỳ tới. Tôi nói chưa. Nó ủa sao chưa, tôi nói đang mới răng hạ chứ chưa. Hỏi răng sao, nó tại vì bây giờ thấy dương trần làm dữ làm hung nên phi nhủ cho người lương thiện thôi. Cho nên những người mà hung dữ quá đi, cho nên sổ tội ác thì vô số kể, còn làm nhân thì quá ít ông. Mới hội công đồng xem xét thẳng hội sao chư tướng xuống răng. Đây là răng thôi. Xuống răng trần thế mới đau nhiều chứng dĩ kỳ khó kể. Là giai đoạn đó là răng mới đau nhiều chứng dĩ kỳ khó kể. Mà khắp từ nay lao khổ đến cùng. Mà kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bảo ác không toàn tánh mạng là tiêu. Tiêu chứ còn gì nữa vậy không? Vậy nhưng mà mới răng thôi, để cho chúng ta thức tỉnh để mà giác ngộ tu thôi. Bác anh em dùng đạo và đồng đạo mới hỏi, hỏi chú Tư ơi, như vậy thì bây giờ chừng nào mới tới? Tôi nói sau này đến giai đoạn tới đó thì Đức Thầy mới cho chúng ta biết đó là lớp đau chết kể thầu vô số. Vậy thì năm 2020 còn kể số được mà, còn tính đếm được mà. Nhưng mà sau này lớp đau chết kể thâu vô số, thêm tà ma yêu quá chật đường, chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác không? Rồi khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thư thất quạnh thiêu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Rồi khắp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng quan, diệt thiên cơ khùng tỏ hết trơn cho trần hạ tường na lao lý. Đó là cái giai đoạn đó mới dùng phép màu lập lại thượng quan, diệt thiên cơ khùng tỏ hết trơn. Đây là giai đoạn đó, tất nhiên là mới tới. Cô bác anh em trong đạo giờ chưa? Vậy thì bây giờ ở đây là 5 năm lục ngọa cơ hạn thử, là non lịch đài mây rạng tu mi, tất nhiên là chừng nào mà non lịch, tất nhiên là ở đây là trên cái vùng nút cấm mình, cô bác anh em chưa đồng đạo. Chứ không phải non lịch rừng nhu lộ vẻ gồng nghe. Mà cái chữ lịch đây tất nhiên là tốt đẹp, mà non lịch tất nhiên là ở đây là cái vùng năm non bảy núi của chúng ta, thấy không? Mà đài mây tất nhiên là những người nào mà có tu có công thần và có lòng lo với đạo đức, là cái người này tất nhiên là thuộc về sau này được giữ đài mây. Vậy thì bây giờ đài mây đó ai ngự? Là trước tiên tất nhiên là Đức Minh Vương ngự. Cô bác anh em chứ đồng đạo có không? Bây giờ Đức Thầy mới nói đây, Đức Thầy mới cho chúng ta biết đó là Minh Hoàng chưa ngự đài mây, gẫm trong thế sự còn đầy văn chưng, thấy không? Vậy thì bây giờ là Minh Hoàng tất nhiên là ông vua mà chưa ngự đài mây, gẫm trong thế sự còn đầy văn chưng. Nhưng mà non lịch đài mây rạng tu mi, tất nhiên là sau này là Đức Minh Vương, tất nhiên là Minh Hoàng ngự đài mây rồi. Thì bây giờ đó là mới rạng tu mi, mà người tu mi nó tất nhiên là người người tu theo giáo lý Đức Thầy, tôi có bác anh em trong đạo, chứ không phải người để tóc để râu gọi là tu mi nghe. Rồi bây giờ cái người nữ người ta không phải tu mi sao? Phải mấy con mấy chị? Cái người nào mà quân tử, cái người nào mà tấm lòng rộng rãi lo tế độ giúp người là cái người đó tu mi hết, cô bác anh em trong đạo, chứ không phải đặc biệt như là riêng cái người coi như là nam nghe. Cho nên Đức Thầy mới nói hội Long Hoa chọn kẻ tu mi là rạng tu mi đó, là người tu mi được giữ coi như là thời kỳ thượng quan tánh đức, là hội Long Hoa chọn kẻ tu mi, thấy không? Giờ rồi chỗ khác Đức Thầy lại nói cho chúng ta biết dình tâm thiện niệm bớ râu mài. Râu mài là tu mi. Dình tâm thiện niệm bớ râu mài. Râu mài mà biết giữ đạo tâm trai là quý vị mình giữ đạo tâm trai là tu mi chứ còn gì nữa. Mà sau này được rạng, rạng tu mi tất nhiên là sau này chúng ta được rạng rỡ trong cái ngày lập hồng. Là trong khi đó qua cái câu đó là non lịch đài mây rạng tu mi, tất nhiên là sau này được rạng rỡ. Rạng rỡ tất nhiên là người tu chúng ta sau này coi như là đến kỳ thi danh thầy chạm bảng trên đài cao gọi các linh hồn, là chúng ta có mặt trong cái ngày Long Hoa đại hồng, là rạng tu mi của bác anh em dùng đầu. Rồi bây giờ qua coi như là hai câu sau đó là bảy niên hòa địa nhân hiền thủ, núi ngự hoàng sang tự định chi.
bảy niên hòa địa nhân hiện thủ đó là sao? Bảy năm hòa địa là trong đất hòa, nhân hiện thủ, nhân là người, hiện thủ là được giữ ở trong đất hòa. Vậy là trong đất hòa là đất nào? Thôi bây giờ nói cho mau đi. Bây giờ trong đất hòa đó là bốn ông thẻ đó cô bác anh em chứ đồng đạo. Mà bốn ông thẻ bây giờ được là trong khi đó coi như là quý vị hai đi tham quan, coi như là giếng bốn ông thẻ đó là ở đó là trong đất hòa, không có chiến tranh, không giặc giả, không nước dưng, không lửa cháy, và không có ôn binh, không có giặc giả, và không có những cái chuyện mà nó xảy đến với chúng ta là trong đất hòa. Còn ở bên ngoài huyền binh bốn phía tứ di, kể sao cho xiết chuyện ni sau này. Lớp thì thú ác dễ đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi, kẻ hung chừng đó làm mồi cho bầy ác thú đền bồi tội xưa, bây giờ còn mãi lọc lừa chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sau này, đúng không? Vậy thì bây giờ người tu chúng ta sau này được vào trong bốn ông thẻ, mà vào trong bốn ông thẻ là ở trong đất hòa, mà trong đất hòa là không chiến tranh, không giặc giả, không nước dân, không lửa cháy, và ở trong đó là con người chúng ta được yên, mà Đức Thầy cho chúng ta biết lúa ba về núi dành ngày ngày sau đó, không? Thưa các bác anh em nhường đạo, vậy thì bây giờ đó, nếu như chúng ta được vào trong đó mà bốn ông thẻ rồi thì sao bây giờ gọi là đất hòa mà không có như là bị tai nạn? Cô bác anh em trong đạo đây, quý vị mình nghe lại vài đoạn chúng ta coi như là để mà cùng với tham khảo nghe. Nếu như nước dân thì bây giờ nước dân đến, trong khi đó Đức Thầy cho chúng ta biết ngập lên tới coi như là cái chán ba cây dầu đo đó là 25 mét. Rồi có một lần nữa Đức Thầy dẫn coi như là năm người lên trên núi Két, Đức Thầy ngồi lại mà nói coi như là tất cả, trong đó cô Ngô Ngọc Trân và tất cả coi như là biển hùm nữa, thì Đức Thầy mới nói sau này nước dân nó lên mỏ ông Két khoát nước mà rửa chân của bác anh em trong đạo. Rồi đồng đạo mới hỏi giả thưa thầy, vậy là chúng sanh chết hết sao thầy? Nó hồng sau này nếu như hoàn cảnh gặp như vậy thì bây giờ những người nào có tu thì bây giờ văn thù Bồ Tát từ bi chèo thiền Bát Nhã cứu thì trần gian gió đưa lướt sóng bùm lăng rước người tu niệm xê sang vi tình, ai mà ta giả chẳng dình thì sao đừng trách mất tình yêu đương nghe. Bây giờ nói vấn đề lửa cháy nữa cái câu bác anh em chứ đồng đạo, không lửa cháy Đức Thầy cho chúng ta biết sau này ôi thảm khổ bốn bề sống dậy dòm lưng trời, lửa cháy liên miên tiêu điều xã vật điện viên thần thông biến hóa dưới miền trung ương. Vậy thì bây giờ sau này là bốn bề lửa cháy, mà bốn bề lửa cháy là lửa đó là thứ lửa nó bay trên cao, đến đầu cháy đó chỗ nào cũng tiêu trơn trọi, nguy hiểm không? Nhưng mà cái lửa đó là không phải lửa thường, là núi ra cho sắt chảy thành bùn chứ không phải là dừa. Bây giờ đó sao? Tức thời có tỷ quả thần lung hiện ra to lớn bao trùm hiện nhân, mới khỏi thiêu xác trong rừng lửa đỏ mát mẻ như hướng gió mùa thu. Những người bảo ác không tu đứng ngoài lòng phép dễ đâu được vào, mà khắp bốn phía lửa ào phủ sát thân tiêu ra cho mạc đức thì Phật dù lòng rất tự bi nhưng không thể cứu du người bất lương được, đúng không? Vậy thì bây giờ sau này mà lửa cháy như vậy là có cái tỷ quả thần lung, tất nhiên là bốn ông thẻ úp mình. Quý vị mình nghe cái chuyện Tề Thiên hồi xưa không? Quý vị mình có thường nghe kể phải không? Ông Tề Thiên Tam Tạng Bát Giới Sa Tăng đến ngôi chùa để tả túc một đêm, cô bác anh em trong đạo, cái ông sư đó ổng coi như là mới động tình, trong khi đó ổng coi như là ổng khoe cái áo ổng, cái áo ổng coi như là tốt nhất coi như là trong cái vùng xứ của Trung Quốc. Ông Tề Thiên, ông Tài Lanh, ổng nói thời cái áo ổng nó tốt nhất trong cái vùng này, chứ cái ông đâu có nhậm gì, cái áo sư phụ của tôi của được vua Đường tặng nè, ông coi cái áo này mới là quý giá nè. Ông lấy trong cái bình bát ra, hao trong cái bị ra, trong cái đải của ông ra, đem khoe ra ông vua liền, cái áo nó chiếu hòa quang chân làm cho cái ông vua tối tâm mày mặt. Cái ông chủ chỉ, ông nói vậy thì bây giờ cái áo ta không có nhầm gì chân, còn áo này quá sức rồi, bây giờ làm sao cho ta sở hữu được cái áo này. Cho nên ông cầm trầm trồ qua lợi mà thở này tu mà còn tham, cái áo mình mặc gì cũng được rồi mà còn tham cái áo của người ta, không? Cho nên không biết làm sao để mà giành được cái áo, không? Ông mới nói tất cả các vị đệ tử bây giờ làm sao sở hữu được cái áo này giờ. Cái bây giờ mất vị đệ tử nó giả thư sư phụ thì giờ muốn giữ cái như là cái áo này dễ ợt,
là bây giờ giữ chân cái ông Tam Tạng này ở lại. Thì bây giờ ở lại một tháng, thì bây giờ ông hưởng được cái áo này một tháng. Giữ được một năm thì ông hưởng được áo một năm. Cái gọn sư lắc đầu, không được. Ông chủ trì ông nói bây giờ giàu cho giữ 3 năm cũng sở hữu của người ta. Người ta đi rồi người ta cũng lấy cái áo của người ta làm sao ấy được. Cái có một cái vị đệ tử khác hiến kế. Nó bây giờ tôi nói sư phụ nghe. Bây giờ nếu như sư phụ muốn sở hữu được trọn đời của sư phụ là bây giờ có cách này. Họ cách gì vậy? Đốt chùa. Đốt chùa. Nghe rồi ông sư nó khoái. Nghe không? Đốt cái chùa thì ông Tam Tạng ông chết. Mình lấy cái áo có gì đâu. Vậy thì bây giờ trong khi đó nửa đêm bắt đầu cát coi như là tiểu tăng nó ác tăng. Bây giờ nó ác tăng chứ không có tiểu tăng chứ. Tiểu tăng gì mà đốt chùa. Ông mấy cái ông ác tăng bắt đầu coi như là chất củ vòng chùa. Bắt đầu là phóng dầu một cái là đốt cháy. Ông Đại Thiên nghe rụt địch không biết có chuyện gì xảy ra. Ông mới phóng lên cho nó chuộng nhìn xuống mới thấy mấy ác tăng bắt đầu chất củi. Ông nói vậy thì bây giờ chuyện sắp tới rồi. Ông mới bay qua bên coi như là Phật Bà Quan Âm bển sinh coi như là cái thuộc về coi như là định phong quả châu của Bắc Nam Trung Đạo. Là cái lòng coi như là cái lòng úp đó đó. Mà trong khi sinh cái lòng úp bắt đầu úp ông Tam Tạng. Úp Tam Tạng xong rồi quý vị mình biết xong không? Bắt đầu trong khi nó đốt chùa. Ông thấy đốt chùa xong á là ông thấy gì bắt đầu ông thổi lửa vô. Ông thổi lửa vô coi như là cái chùa nó cháy một hầu một là tiêu tan chân của Bắc Nam Trung Đạo. Ông Tam Tạng ổng nằm ngủ trong chùa được cái lòng ấp, ổng không nghe động tĩnh gì hết. Hồi ngủ trong chùa, ngủ trong giường mà tới chừng sáng đứt ra trống rỗng, cái chùa tiêu mị hết trơn, không còn trơn trượt. Ông Tam Tạng mới kêu Tề Thiên nói ủa sao cái chuyện này ngộ nghĩnh vậy, sao mà ta ngủ một đêm vậy mà sáng lại cái chùa cháy trơn, ta không hay hồi nào trơn trượt. Ông Tề Thiên ông mới kể nói dạ thưa sư phụ không có gì lạ trơn, cái ông mấy hồng la tăng á hôm nó cứ như nó chết củi đốt, nói tại sao đốt mà sao không chữa giùm nó, mấy người ác tăng không thèm chữa, con còn thổi gió luôn cho nó cháy còn bao tắt cho nó cháy mau cái chùa luôn. Trong khi đó là quý vị mình được biết nghe là ông Tam Tạng ông rầy coi như là tại sao con từ bi đâu mà con không coi như là để mà chữa cái chùa mà thổi coi như là cho cái chùa coi như là nó càng cháy thêm nữa. Ông nói mấy người ác tăng chùa nó làm gì để cho nó tiêu mãn chứ đồ đi các bác anh em dùng đạo. Nãy giờ kể chuyện Tề Thiên để chi cô bác anh em dùng đạo là muốn nói rằng ông Tam Tạng được cái lòng úp lửa cháy nguyên cái chùa mà ông Tam Tạng không có hề hấn gì hết, đúng không? Vậy thì bây giờ Đức Thầy cho chúng ta một cái lòng phép. Cái lòng phép đó là bảy niên hòa địa nhân hiền thủ. Nghe kỹ chỗ này nghe. Là cái lòng đó úp mình lại đó à. Là trong thời gian 7 năm là ở trong đất hòa là Đức Thầy úp dùng phép thần thông để mà ấp cho chúng ta trong đó. Là dầu ở ngoài có lửa cháy, có nước chưng, có giặc giả, có chiến tranh, có khổ sở, có bom đạn, có nguyên tử, có diệt thạch, có thủy lâu, có gì không biết ngang. Làm gì làm kể, ở bên ngoài không có nhảm gì trơn trời. Mà ở bên trong đó hen, là trong khi đó là đã được như vậy rồi là không còn cái như là gì hết cô bác anh em chứ đồng đạo, phải không? Không còn cái như là mà coi như là có chuyện xảy ra. Đó là đúng với câu giảng của Đức Thầy là bảy niên hòa địa nhân hiền thủ mới núi ngự hoàng sang tử đỉnh chi. Là núi ngự hoàng sang tất nhiên là chúng ta được vào trong là trong cái vùng núi cấm. Là hoàng sang tất nhiên là sau này coi như là cái núi đó có vua. Mà tử đỉnh chi tất nhiên là chúng ta coi như là được yên ổn, không còn bị chết chóc nữa. Vậy thì bây giờ chúng ta cứ yên tâm đi, gắng lo tu, gắng lo cúng lại, gắng lo ăn chay, gắng lo niệm Phật. Là trong thời gian bảy niên đó là chúng ta không có sợ gì hết cô bác anh em dùng đạo. Hằng ngày chúng ta cứ là cầu nguyện đến động tay Phật Thánh, riêng mình được cứu ra khỏi cảnh cũng cầu xin ba tánh tai nạn. Khi mưa giàu có được lỏng tàn là bảy niên hòa địa nhân hiền thủ đó. Khi mưa giàu có được lỏng tàn lúc nắng lửa, có giận mây phủ, có lưới báo ngăn lòi ác thú được xen nâng. Khi phủ nước lên trên đền cao lại nổi ngọc đền, con hiền đức được an thân thể của bác anh em dân đạo là chúng ta khỏi lo. Bây giờ không lo nữa, bây giờ chúng ta bây giờ không chịu lo hen, đến sau mà đến việc mới nằm co kêu trời. Còn bây giờ nếu như chúng ta có lo rồi, bây giờ đừng có lo đói lo no, bền lòng niệm Phật thì Phật lo cho mình. Bây giờ cái chuyện này để cho ông Phật cũng lo, mình đừng có lo nữa các bác anh em dân đạo. Bây giờ không có lo gì khác hơn, bây giờ lo lưu nào, lưu nhỏ, lưu to, ai mà đáp được. Ông Năm Tiếp tặng cho 10 triệu đồng. Lưu nhỏ là lo nhủ là đi khuyên người ta để tu. Lưu to
là lo tu của bác Thanh Văn Dương Đạo. Và đến đây cũng xin chấm dứt đề tài, xin trả lại cho dân chủ ý kiến quý vị. Nếu có điều chi bằng thêm thì bàn, không có xin phép cho nó qua. Nam Mô A Di Đà Phật.